Năm nay, các sĩ tử Hà Nội sẽ thi vào lớp 10 với 3 môn thi là ngữ văn, toán và ngoại ngữ, trong đó tiếng Anh vẫn được nhiều học sinh lựa chọn. Với nhiều học sinh, tiếng Anh được coi là môn thi gỡ điểm, nhưng với một số khác vẫn có những lo lắng nhất định đối với môn thi này khi không thể nhớ được hết từ mới cũng như các công thức trước ngày thi. Môn Anh thì em nhỉnh hơn một chút, và sau đấy thì em cũng không cần nhiều sự hỗ trợ của các thầy cô, nhưng mà một ngày thì em vẫn luyện tầm 1 đến 2 đề và học thêm các từ vựng ạ. Lo lắng nhất là môn tiếng Anh, bởi vì là thi thoảng em cũng có quên một số cái công thức. Bởi vì là môn tiếng Anh là môn em lo lắng nhất, cho nên là em sau khi ăn cơm xong em sẽ dành khoảng 1 đến 2 tiếng để học tiếng Anh trước mỗi ngày. Với hình thức trắc nghiệm hoàn toàn, nếu không cẩn thận, các thí sinh có thể dễ dàng bị mất điểm một cách đáng tiếc. Trong giai đoạn nước rút, các thầy cô cũng đưa ra một vài lưu ý về những phần thí sinh có thể dễ mất điểm đối với môn tiếng Anh để thí sinh lưu ý hơn trong thời gian làm bài. Đối với đa số các bạn ấy, thì cái phần liên quan đến cái kỹ năng đọc thì có, và đặc biệt là cái bài đọc số 2 thì có thể là các bạn sẽ bị có khả năng mất điểm nhiều nhất. Đồng thời thì là những cái câu ở cái mức độ gọi là vận dụng cao thì có thể đấy là những cái chỗ mà các bạn có thể rất là sai, đặc biệt những cái phần thành ngữ thì nó cái số lượng nó rất nhiều, và cái việc mà các bạn có thể học thuộc hoặc là nhớ được tất cả những thành ngữ thì đều đấy là cũng khó. Từ những câu dễ đến câu khó, chúng ta hình dung là điểm thì chia đều, cho nên là chúng ta cả những câu dễ chúng ta càng phải cẩn thận đó. Tôi hay nói với học sinh là chúng ta có thể sai câu khó thì sẽ cảm thấy nó không tiếc bằng việc là mình bị sai những cái câu dễ mà trong những câu mà trong cái tầm tay của mình. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa mới ban hành quyết định giao thêm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 cho 12 trường với tổng chỉ tiêu là 3.210 học sinh. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 tại Hà Nội sẽ diễn ra ngày 8 và 9 tháng 6 với hơn 106.000 thí sinh đăng ký dự thi.